Một tài khoản mang tên Nguyễn Hoàng Anh trên Facebook có hành vi xuyên tạc, phỉ báng lịch sử và kích động lối sống thao hóa phương Tây, được cho là của một giảng viên, phó giáo sư của một trường đại học danh giá ở Việt Nam. Tài khoản Facebook Nguyễn Hoàng Anh đã đưa ra những phán xét về lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam có tính chất tiêu cực, quy chụp và đổ lỗi cho cách mạng Việt Nam, phủ nhận sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ ông cha và đi ngược lại với mong muốn thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam. Quả thật, khi đọc những dòng chữ do Nguyễn Hoàng Anh viết trên trang cá nhân của mình, không ai lại không bất ngờ khi biết ra những vòng chữ ấy lại là một phó giáo sư giảng viên của một trường đại học danh giá quốc gia. Theo điều tra bạn đọc, tài khoản Facebook Nguyễn Hoàng Anh là phó giáo sư tiến sĩ giảng viên Nguyễn Hoàng Ánh, hiện đang công tác tại trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. Ngoài việc đưa ra những bài viết quy chụp đổ lỗi cho lịch sử cách mạng Việt Nam, bà phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh rất quan tâm đến những tư tưởng, nhân vật chống cộng cực đoan. Bà tỏ ra lo lắng cho bị can Nguyễn Đình Hà, kẻ làm thuê cho RFA, chạy theo Việt Tân chống phá nhà nước đang bị công an điều tra. Với tư tưởng cực đoan và cố tình vì suy diễn nhằm phỉ báng lại dân tộc chế độ, nhất là lịch sử cách mạng Việt Nam của bà phó giáo sư Nguyễn Hoàng Ánh, cần phải kiểm điểm xử lý nghiêm khắc. Theo đó, chúng ta sẽ đề nghị ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương xem xét vụ việc để đưa ra xử lý theo quy định.